Vâng, kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn. Trong clip hôm nay thì tôi xin hướng dẫn quý thầy cô, các anh chị và các bạn cách để tạo lịch dạy trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams và được thực hiện trên chính chiếc điện thoại thông minh của quý thầy cô và các anh chị và các bạn. Để tạo được cái lịch thì chúng ta có thể làm đơn giản qua chiếc smartphone, chứ không nhất thiết là cứ phải bật máy tính lên chúng ta mới thực hiện được. Thế thì bước đầu tiên, quý thầy cô chúng ta sẽ mở khởi động cái phần mềm Microsoft Teams. Quý thầy cô có thể nhìn thấy trên giao diện của điện thoại. Đây là phần mềm Teams và bây giờ chúng ta sẽ mở ra. Rồi, trước tiên là quý thầy cô chúng ta sẽ đến với phần lịch. Để tạo được lịch để mình dạy trực tuyến thì chúng ta vào phần lịch, và lúc này trên giao diện tôi đang thực hiện nó là giao diện trên điện thoại Android. Quý thầy cô có thể thấy là cái dấu cộng ở phía bên dưới của điện thoại đây, đó là cái phím để chúng ta tạo lịch mới. Quý thầy cô và anh chị các bạn chúng ta nhấn vào đó để tạo lịch mới. Rồi khi nhấn lên thì cái giao diện như trên quý thầy cô nhìn thấy. Thứ nhất là có dạng hình cái bút, đó là tiêu đề. Thế thì tiêu đề là cái chúng ta đặt tên làm sao cho nó sinh động, cho nó dễ hiểu, cho nó để mọi người nhìn vào đó có thể nắm bắt được đó là ai dạy môn gì này, dạy tiết nào. Thế thì thông thường tôi hay đặt là tên lớp trước, ví dụ tôi đặt là lớp 9A. Sau đó là tôi sẽ dùng cái dấu gạch dưới, tôi đặt tên là môn học, ví dụ môn Anh. Đấy. Sau đó là môn người dạy, ví dụ như là Thủy là tên giáo viên. Rồi, quý thầy cô nhìn tiếp cái giao diện tiếp theo. Thì cái phần thêm người tham gia thì phần này là quý thầy cô có thể bỏ qua. Tôi sẽ nói cái phần này trong một cái clip khác. Chúng ta kéo xuống dưới. Ở cái giao diện, cái dòng tiếp theo có cái chữ là chia sẻ lên kênh. Thì phần này là các thầy cô chú ý. Chúng ta sẽ nhấn vào đó. Sau đó là chọn cái nhóm lớp mà đã được tạo trước. Có thể là nhóm lớp được ban quản trị của trường tạo các lớp trước. Ví dụ lớp 9A, 9B, 9C, 9D hoặc là các nhóm lớp khác. Thế thì lúc này các thầy cô sẽ nhấn vào đó, nhấn vào phần chia sẻ lên kênh. Và lúc này một loạt các nhóm lớp, các nhóm học sinh đã được tạo trước rồi sẽ hiện ở đây. Chúng ta sẽ vào cái lớp mà chúng ta sẽ dạy. Cụ thể ở đây ví dụ là tôi dạy lớp 9A, tôi vào nhóm lớp 9A và chọn cái thẻ, cái kênh là chung. Rồi, tiếp theo là cái giao diện là ngày, thứ và giờ. Cái sự kiện này là quý thầy cô nếu dạy cả sáng cả chiều thì ta sẽ tích vào cả ngày luôn ấy. Còn nếu không thì chúng ta không tích. Rồi, bây giờ quý thầy cô sẽ chọn ngày, thứ. Một cách nhấn vào cái chọn đầu tiên, ngày. Ví dụ hôm nay là ngày 13. Quý thầy cô sẽ tạo lịch để dạy vào ngày 14. Chúng ta chọn vào ngày 14. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo là bên phải, phía bên trên, đó là lịch của cái tiết học đó bắt đầu. Vào ngày 14 tôi sẽ dạy buổi sáng. Vì vậy tôi sẽ chọn cái giờ được phân công. Tôi dạy vào 7 giờ 30 phút. Tôi chọn 7 giờ. Và tiếp theo là phút là 30. Sau đó nhấn OK. Đó là giờ bắt đầu. Còn bên dưới là giờ kết thúc của tiết học. Thì quý thầy cô cũng nhấn vào đó để chọn. Thế và giờ kết thúc của tôi là 10 giờ. Tôi sẽ chọn 10 giờ và phút là 00. Chọn 00. Sau đó nhấn OK. Thì đó đã có giờ kết thúc. Rồi, tiếp theo, quý thầy cô nhìn xuống bên dưới. Nếu cái tiết Anh này, cụ thể là tiết Anh này tôi đang tạo, là được lặp lại
vào các ngày khác trong tuần thì chúng ta có thể quan tâm đến cái thẻ lặp lại. Đấy. Bây giờ khi mà nhấn cái thẻ lặp lại có nhiều lựa chọn. Không bao giờ, tức là quý thầy cô chỉ dạy một lần thôi. Mỗi ngày, tức là ngày nào và khung giờ đó quý thầy cô cũng dạy. Và cái lựa chọn thứ ba đó là mỗi ngày trong tuần. Đấy, thì quý thầy cô nhấn vào đây có thể chọn là cái ngày nó trong tuần. Rồi tiếp theo là mỗi ngày trong tuần, tức là thứ hai đến thứ sáu là ngày nào các thầy cô cũng dạy cái hôm đó là chỉ trong tuần thôi, còn chủ nhật là các thầy cô không dạy, thì có cái lựa chọn là mỗi ngày trong tuần, tức là trừ ngày nghỉ là thứ bảy chủ nhật. Rồi tiếp theo là nếu quý thầy cô có cái lựa chọn khác, đấy, thì các thầy cô chọn hoặc là chỉ dạy một lần thì chọn là không bao giờ như tôi. Sau đó là các thầy cô kéo lên trên, nhìn lên bên trên cùng bên phải, chúng ta có cái dấu tích. Khi các thầy cô nhấn vào đó là chúng ta xác nhận để tạo cái lịch mới. Thì quý thầy cô nhấn vào xác nhận. Vâng, và trên đây là cái hướng dẫn để quý thầy cô tạo cái lịch để chúng ta dạy trực tuyến. Thế và các thầy cô nhìn xuống cái trên cái lịch của chúng ta đã thấy ở đây là đã được tạo rồi, tôi vừa mới tạo xong, đã hiện ở trên cái khung lịch rồi. Thế và chúng ta sẽ đến cái giờ vào ngày hôm đó thì chúng ta sẽ tiến hành dạy. Và ngày trên đây là phần hướng dẫn ngắn gọn, hướng dẫn cách tạo lịch để dạy online qua phần mềm Microsoft Teams một cách đơn giản nhất. Kính chúc quý thầy cô thành công. Xin chào tạm biệt.